mà bây giờ mấy con mà chạy ngược toàn là mấy con cá bự không à mấy bạn. Tại vì cá bự là nó khỏe nên nó mới ngược dòng về đó. Trời ơi, bên thiên nào mà bắt. Rồi trên kia bây giờ nước nó cạn, mấy bạn thấy không, hồi nãy chị mới rút cống là nước nó chảy ra ngoài rồi đó, mà bây giờ nó cạn bớt rồi nè mấy bạn. Đó, bạn thấy nó cạn bớt không? Nhưng mà cá mè ăn ngon hơn cá phi. Cá phi nó hôi nữa. Có hầm xương ăn mềm ngon. Ghiền quá trời luôn, vô đây phụ ngồi lựa. Trời ơi, bỏ rồi, cá mè bỏ qua đây hết không? Lựa với chị quá trời luôn bạn ơi, phụ lựa với chị bạn ơi. Nhóc hết trơn nè. Trời ơi, mấy bạn không thể tưởng tượng được đâu. Lừ hết trơn kìa. Đây nè, cái anh này hôm qua cho cá mẹ mình nè mấy bạn. Hai anh chị này hôm qua cho cá mẹ mình á. Hôm qua. Hôm qua chị cho mà. Quá trời. Đó, người ta cái này là người ta đang xả vuông á mấy bạn. Anh mua rồi trên đó trồng lúa hay gì anh? Rồi chờ nó xuống dưới sòng này rồi hốt hả anh? Nó chạy ngược lên trên đó vậy bạn. Nè, mình cho bạn coi nè, bắt đầu cá nó xuống cầu cò, nó xuống nó đứng nó chờ kìa, các bạn thấy không? Cò xuống nguyên bầy luôn. Con thấy rồi. Trời ơi, nó binh thiên cái này luôn mấy bạn ơi. Cái này về mần gì xiết trời. Cái kìa. Cò nó lên kìa các bạn. Đó, mấy bạn thấy không, cái mặt vuông này nè, nó chỗ này là trên này người ta trồng lúa nè. Đó. Còn ở dưới mấy cái rãnh này là ít bữa nước ngập lên là người ta sẽ thả tôm ở dưới này hoặc là cua dưới này nè mấy bạn. Đó, thì lúc mà xả nước cạn thì trên mặt này hoàn toàn khô luôn. Bắt đầu bây giờ cá mè với cá linh đồ cá luôn, nói chung là cá rất là nhiều loại. Nó chạy dọc vậy bạn. Vuông này bữa nay không thấy tôm nha bạn, chỉ thấy cá nhiều thôi. Này người ta đang xả, đang bắt cá, đang bỏ, đang bắt đầu người ta xuống cái vụ tôm mới mấy bạn, hoặc là vụ cua mới á. Hôm qua cái chị này có cho mẹ mình cá để kho đó. Mấy bạn thấy cò nó xuống nè, nó chờ đang nó xuống này nó bắt cá dưới này nè mấy bạn. Dưới này có người nên nó không có dám xuống, nó ở trên đây nè. Trời ơi, mình giờ mà mình đi tới một cái hang là bắt đầu nó bay lên, các bạn thấy nha. Đó, mấy bạn thấy có con cá phi nó nằm, nó ủm, nó bị mắc cạn rồi mấy bạn. Đó. Trời ơi, quá trời luôn nè, cá mè nè, cá rô nè, cá phi nè. Trời ơi, quá trời luôn, bây giờ nó chạy ngược lên nè mấy bạn ơi, ảnh phải lùa xuống đó. Rút mạnh lên, đặng. Đó mấy bạn, bây giờ chị đang rút cống đặng cho nước nó chảy mạnh xuống, đặng cho cá nó đừng đi ngược lên đó mấy bạn. Bên kia mẹ mình đang đi kìa. Trời ơi, ở đây làm vuông là ai cũng có cảnh này hết bạn ơi, vui quá trời luôn. Trời ơi, quá trời cá luôn. Đó, trời ơi nè, thấy ảnh không, ảnh đang lùa xuống nè bạn. Cái đú đang đặt, nói chung là dở miệng cống lên, nhưng mà có một cái đú đang đặt phía ngoài cái bờ đê đó nha mấy bạn. Trời ơi, cái anh đó ảnh lùa kìa. Nó chạy. Có lùa xuống hết đâu. Có lùa xuống hết đâu, trên này nó còn nước luôn nè. Đất ơi, cái kìa.
Trời ơi, mà bây giờ mấy con mà chạy ngược toàn là mấy con cá bự không à mấy bạn. Tại vì cá bự là nó khỏe nên nó mới ngược vòng về đó. Trời ơi, cá mè với cá phi nó chạy ngược về rồi. Cái nó chạy thấy ham luôn kìa. Trời ơi, có một mình ảnh mà béo. Cái đó là chòi của anh với chị á hả? Quá trời cá mè luôn. Trời ơi, nó nhảy kìa, mấy bạn thấy ham không? Trời ơi, có ai về miền Tây mà thấy ghiền không trời? Đứng ảnh vớt đã luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, binh thiên nào mà bắt. Trời ơi, trên kia bây giờ nước nó cạn, mấy bạn thấy không? Hồi nãy chị mới rút cống là nước nó chảy ra ngoài rồi đó, mà bây giờ nó cạn bớt rồi nè mấy bạn. Đó, bạn thấy nó cạn bớt không? Cái này là ở dưới đây kêu bằng cái đú nè mấy bạn, cái tròn 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 vậy nè, có người kêu cái 12 cửa ngục. Đất ơi mấy bạn coi kìa. Trời ơi, binh thiên hết trơn. Mấy bạn nghe anh nó nói không, cá này mà lớn nữa ha, còn mà cả tấn cá đó mấy bạn. Cái này là do người ta xả đặng cho nó sạch vuông á mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy còn cái gốc gạ nó nằm ở trên vuông không? Đó, thì thường thường trên đó người ta sẽ trồng lúa. Và hai bên rãnh ở đây bắt đầu nước, người ta lấy nước vô xong là người ta sẽ nuôi tôm hoặc nuôi cua. Nuôi cua biển á mấy bạn. Quá trời luôn. Mấy bạn thấy ghiền không? Nó gô hết trơn á. Ở đó đó. Rồi bây giờ chị bay xuống rồi các bạn. Vớt không kịp, có hai vợ chồng thôi, vớt không kịp bay xuống rồi. Hôm qua cái chị này là cho cá mẹ mình nè, mà mình thấy mẹ công chuyện quá trời luôn nên kêu chị lấy hết tôi, mà chị kêu lấy thêm đi, mà mình nói thôi được rồi. Hôm qua chị cho xong là bắt đầu mẹ hầm mía, hầm gục. Trời ơi, cá mè nó nổi sống lưng nè mấy bạn. Đó. Cá nó chạy lên kìa. Đó. Rồi mình sẽ di chuyển sang cái đú cho các bạn coi nha các bạn. Bây giờ anh đó đang dỡ đú ở bên đây nè. Tại vì hồi nãy giờ dỡ cái miệng cống lên là cá nó chạy ra ngoài đây nè các bạn. Đây nè, nó chạy qua cái đú nè. Bắt đầu từ đây mở miệng cống nha, là nó chạy qua cái bờ đê này mấy bạn. Đặt cái đú ở ngoài đây, đặt cái đú ngoài dầm xẻo nè, đó. Coi đất ơi, quá trời quá đất luôn. Mấy bạn thấy bịch cá khủng chưa? Cá này cá thiên nhiên không mấy bạn? Cá ngoài sông vô nè. Ngoài sông nó vô, bây giờ thấy gì phải bắt nó. Trời ơi, có tôm nữa, có tôm chấu nữa. Trời đất ơi, các bạn coi nè, anh sổ nè, trời ơi nè, đó. Ôi, cá linh nè, cá mè nè, quá trời quá đất luôn. Binh thiên luôn bạn ơi, cá chút chút cũng có, bằng bằng tay cũng có, cùm tay cũng có. Trời ơi, con cá linh con ngầu con nấy bự chà bá lửa luôn các bạn ơi. Rút bọng cho nó chạy xuống cái nữa. Rồi, bắt đầu anh dục cái miệng đú xuống dưới đó rồi các bạn. Đó. Trời ơi, cá linh mập quá trời luôn mẹ ơi. Ôi mẹ mình ginh lên giùm nè. Rồi hết thân luôn. Cá mập ú nụ luôn. Cá linh này là béo lắm nè. Cá linh này về nhúng vắng. Cá linh này về chiên giòn nhúng vắng, làm đủ thứ món luôn các bạn ơi. Lần đầu tiên thấy con cá linh. Cá linh mà quá trời bự vậy nè. Cá quá trời, nó quay phim luôn mẹ. Quá trời cá luôn. Ủa cá linh nhiều quá ta. Cá linh với cá mè lộn. Trời, cá linh mập quá trời luôn á. Để mình cho các bạn coi đây nữa nè.
Đó, có mấy con cá nó chết, nó nằm trên bờ nè các bạn. Rồi bây giờ tới cái chị này bay xuống nè. Đây. Bây giờ chúng ta có thêm một chị nữa xuống bắt cá này nha các bạn. Quá trời luôn, nhiều ơi là nhiều luôn. Không đem gì đựng hả chị? Quá trời luôn. Vớt bỏ vô vỏ bao, chỉ cần cá chỉ cần vớt thôi nha bạn, chứ không cần phải làm gì, chỉ đứng tại chỗ và vớt thôi. Ra. Rồi bưng vô giờ dịch thêm. Chị chỗ đó có con cá mè kìa. Đó, ồ ồ mập lù luôn. Tôm hả lại hả? Bỏ mẹ tôm bự không? Nhỏ. Bỏ mẹ đi. Tôm nó tôm gì, tôm càng hả anh? Tôm càng, nó nhỏ nhỏ. Dạ. Mày quào quào đường nước đó đây, quào trên sau lưng kìa. Thấy tay quào quào cho nó sâu sâu xuống đó chỗ. Đằng nước nó chảy xuống không? Nước có trên á. Ờ đất cơ. Quá trời luôn, nãy con nó xuống nó đứng nó chờ luôn á. Trên bãi này nó không thoát được nè. Nó nằm đây luôn à. Rồi mình sẽ di chuyển lại cái chỗ cái chòi đằng kia nha các bạn. À, nó phải có để tủ nè, để ngoài là giờ bữa đóng meo. Đúng rồi, nó bị cái mỡ của nó ra. Nhưng mà cá mè ăn ngon hơn cá phi. Cá phi nó hôi nữa. Có hàm xương ăn mềm luôn. Này về bạn xong có hàm cái trời nó ăn đỡ luôn. Đó các bạn, thì cái ruộng bên đây nè. Đó. Ê, trên đây người ta trồng lúa không? Là cái ruộng bên đây xả cạn chưa chị? Có xả lần nào chưa? Rồi mới xả hôm qua. Mới qua rồi. À cái này mới xả hôm qua là cái cá hôm qua cho là xả lấy bên đây hả? Hôm qua đây nè, hôm qua. À bên đây luôn hả? Hôm qua xả rồi, bữa nay xả nữa đó. À, hôm qua xả rồi, bữa nay xả nữa. Trời ơi. Đó các bạn nhìn đi, mình bây giờ cái ruộng bên đây là người ta đang trồng lúa, là trên này là người ta lấy nước gì đó, nó tới cái mặt nước sắp vậy nè. Thì bên đây cũng y chang vậy nhưng mà đã được xả cạn rồi. Cái này là hôm qua đã xả cá một lần rồi mà bữa nay xả nữa mà nó còn nhiều vậy đó các bạn. Điện quyền đến lên chở về dùm bạn. Nó ở đâu mà điện về? Nó ở nhà. Ờ ừ. Về đem về trong biên bỏ tá quải như bay đỡ. Giờ mà còn gì nữa không đi. Cái chị bên kia thì còn vẫn còn tích cực vớt cá. Quá trời luôn. Trời ơi, quay vô rõ thì ghê ta. Giờ mình ngồi cho họ rồi. Quay bả ngồi cho họ lựa cá. Sân có cái mặt lên. À năm rồi cá bự dữ lắm hả? Ồ nhìn thấy ham quá trời hen. Này về có ai phụ mần không? Về cho mượn mới mà không như để mà mình làm. Ồ qua sách nặng quá, kêu năn nỉ là sách nặng quá trời. Ừ đất ơi. Chứ không về mần cũng xiết hen. Lửa mấy cá trọng. À. Hả? Quẩn mày chạy lên rồi tải về dụng kiếm đồ ăn thôi. Chứ làm sao xách nổi. Đem ra, nãy anh có bỏ cái vỏ đâu đó có không? Lấy cái nồi bắp lại. Bắp lại đi nó vuột cái nồi. Trời con tôm càng hay cá lóc vậy? À. Chị bắt được con cá lóc, chị bên kia bắt được con cá lóc. Trời ơi cá linh mà nó nhảy xổ xổ, cá linh này ngon hơn. Ồ cá linh này nó mập quá trời luôn hả chị? Béo dữ lắm. Cá vuông là nó ngon nhất hạng. Ừ. Nước mình xả ra xả vô nữa, cá thiên nhiên nữa nè. Trời ơi cá nó kho hầm rồi, mềm xèo. Ghiền quá trời luôn, vô đây phụ ngồi lựa. Trời ơi, bỏ. Ôi cá mè bỏ qua đây hết không? Lựa với chỉ quá trời luôn bạn ơi, phụ lựa với chỉ bạn ơi. Nhóc hết trơn nè. Trời ơi, con cá đói con nào con ấy mập. Ủa bậy, con này con cá linh chứ. Mập nè các bạn. Cá linh. Trời ơi. Cá linh cá mẹ gì bỏ chung vô hết á chị? Bỏ chung. Ôi quá trời quá đất luôn. Còn mấy anh chút lòng tông này làm gì? Đại gì.
Ôi lòng tông này phơi khô hen. Vậy chứ bán cũng tiền không đó. Bán mấy người mà trên đó họ bán, ở đây mình bán không được, chứ ở trên kia họ mua. Họ mua họ họ phơi khô họ bán á. Ôi. Cá linh này nó ngon mà nó bự. Tép tép nãy chị để đâu à, lượm mấy con tép nha này để nó ngợp. Rồi về phụ bằng cá đi. Để phụ lửa chị trong mớ này rồi đi về phụ bằng cá. Quá trời thấy ham. Ghiền luôn. Cái này mà có cá lóc nữa thì thôi á. Các bạn, tôm này lớn lên là thành tôm càng phải không? Tôm càng. Nó lớn lên là nó sẽ thành tôm càng đấy bạn. Đây. Đây là cái con tôm con nè các bạn. Đó. Nó có mấy cái sọc 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 cái đầu nó nè. Đó. Thấy cái sọc không? Là lớn lên là biết nó là con tôm càng. Đó, nãy có con tôm càng đây. Con này lớn lên là giờ lên tôm chấu nè các bạn. Đó. Ừ, ơi, nữa kìa, ảnh về đem này nữa kìa. Đưa vô cho ừ, nó. Ừ, Bình Thiên mới sớt về nữa là cá linh không các bạn, mập ú nụ luôn. Ừ, ơi, ghiền quá trời ghiền luôn rồi. Quá trời luôn bạn ơi. Bây giờ là chị này chỉ cần đứng một chỗ và vớt thôi chứ không cần phải di chuyển đi đâu hết các bạn. Chỉ đứng một chỗ cầm vợt vớt thôi. Ô cái đầu dính dãy cá. Quá trời luôn. Ok bạn, như các bạn thấy rồi đó. Trời ơi cá rất là nhiều luôn, cá mè với cá linh rất là nhiều luôn các bạn. Rồi tôm chấu, tôm dâm, cá lồng tông gì tá lả hết. Đó, thì hồi nãy giờ là cái anh đó anh xả cá kiểu như là xả cá tự nhiên luôn bạn, không hề có dây thuốc cá luôn nha. Giống như là đang cái giai đoạn là xả cạn á. Xả cạn cho cá nó chạy xuống sông rồi bắt là cá đó là cá đó là không không có thuốc, không có dây thuốc cá đó nha bạn. À, bây giờ thì bắt đầu ảnh xả cạn anh bắt được cá rồi. Còn lại rất là nhiều luôn, không thể nào bắt kiểm soát được luôn á. Cho nên là bắt đầu bây giờ các bạn thấy ảnh đang tạc không? Ảnh đi ảnh tạc cái thuốc cá từ ở trên trên đầu vuông trên chợ ảnh xuống dưới đây nè các bạn. Xuống dưới cái sông hồi nãy á là kiểu như là tạc kiểu đó để cho cá nó chết luôn các bạn chứ giờ nhiều quá không bắt được nổi nữa. Giống như là cái dây thuốc cá đó thì nó chỉ làm cho con cá chết thôi chứ con tôm con tép thì nó vẫn còn sống bình thường các bạn. Đó, đặc biệt của dây thuốc cá là vậy. Đó bắt đầu ảnh đang tạc các bạn không? Mấy bạn thấy không ảnh đang tạc à? Đó. Ảnh tạc đi xuống dưới đây. Đó thì một hồi cá nào á coi ví dụ xuống dưới kia cá bự thì nó dồn xuống dưới nãy bắt hết rồi, còn cá chút chút trên đây mấy bạn thấy nó chạy nhoi hết không? Đó thì nó sẽ chết. Đó thì khi mà xong xử lý xong cái cá này thì người ta sẽ lấy nước vô lại và bắt đầu người ta sẽ làm một mùa vụ mới nha các bạn. Rồi hôm nay mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Thì hôm qua cái chị này cũng cho mẹ mình ít cá đó. Mẹ mình cũng có làm món cá kho mía, cá kho hầm mía nghệ đó bạn. Mình có làm cái clip cá kho hầm mía nghệ rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Miền Tây mến yêu. Giờ quá trời luôn rồi, ảnh đang tạc ở trên chảnh. Ồ ồ nó nhoi hết trơn rồi. Ồ đất ơi. Thôi em cảm ơn chị thôi, em chào với chị, bye bye với chị nha. Em đi về nha. Ừ. Bye bye, xin chào cái đi chị, xin chào. Ok các bạn, mình lội về tới trời rồi các bạn. Đó thì bây giờ hồi nãy đó cái chị đó, bây giờ ai đi ngang còn kêu hốt bạn mới gian hết trơn á. À, mẹ mình lấy một ít nè. Nhưng mà mẹ lấy hơi nhiều nên là mẹ có gửi cho chị đó một ít tiền để giống như phụ chị tiền thuốc cá vậy các bạn. Có hai vợ chồng làm à. Thấy có hai vợ chồng bắt hết nhiêu cá đó một đuối rồi nha. Nói chung là nãy hồi cái hồi mình về á là ở đó là cái chị đó đã chồng chị đó đã tạc thuốc rồi. Tạc xong rồi bắt đầu cho cá chết rồi bỏ thôi chứ đâu có làm gì lượm quân ngủ nào mà lượm cho xiết. Đó, thì hôm qua mình có làm cái clip hầm cá đó, hôm qua chị đó có cho đó các bạn. Hôm qua chị đó cho cá là cái cá kia là hôm qua chị đó xả một lần rồi á. Đó mà sáng nay xả lại mà nó nhiều đến độ đó luôn á các bạn. Đó thì hôm nay là mình đã quay cái cảnh cho các bạn coi là người ta ở đây người ta bắt cá như thế nào nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.